Chào mừng các bạn đã đến với Luận BK Channel. Như vậy là một mùa giải sôi động của làng túc cầu giáo thế giới sắp sửa kết thúc. Trước mắt chúng ta chỉ còn lại một trận đấu đỉnh cao cuối cùng, đó chính là chung kết Champions League giữa hai đội Manchester City và Inter Milan, diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 11 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Video này sẽ là những nhận định cùng dự đoán của Luận BK về cuộc đối đầu hiếm có này. Nói là hiếm có bởi vì theo lịch sử đối đầu, hai đội này chưa bao giờ gặp nhau trong khuôn khổ của những trận đấu chính thức. Trước kia Inter và Man City từng giao hữu với nhau hai lần vào năm 2010 và 2011. Mỗi đội sở hữu một trận thắng cùng với tỷ số là 3-0. Vì vậy chúng ta không thể dựa vào những thông số kiểu như lịch sử đối đầu để nhận định trận đấu này. Thay vì đó, chúng ta cùng nhìn lại tình hình phong độ của hai đội qua những trận đấu gần nhất. Với Man City, không ngoa khi dùng cụm từ ông vua nước rút để nhận xét về màn trình diễn giai đoạn cuối mùa của đoàn quân huấn luyện viên Pep Guardiola. Họ giành được liên tiếp các chiến thắng và chỉ đến khi chắc chắn có được chức vô địch EPL rồi thì mới là lúc họ tung đội hình 2 vào sân để vui đùa. 7 chiến thắng trong 10 trận gần nhất và chỉ hòa với thua ở những trận cầu thủ tục. Lại vừa mới hạ gục đối thủ cùng thành phố Man United tại chung kết FA Cup, có thể coi MC lúc này là độc cô cầu bại. Trong khi đó với Inter Milan, họ cũng có chặng nước rút cực kỳ ấn tượng, thậm chí thành tích còn đẹp hơn cả Man City rất nhiều. Với 9 chiến thắng trong 10 trận gần nhất, chỉ thua duy nhất nhà vô địch Serie A là Napoli. Cũng chiến thắng trong một trận chung kết Coppa Italia, chỉ có điều vị trí chung cuộc ở giải quốc nội chỉ là đứng thứ 3, chứ không phải vô địch như ở Man City. Điều này cho thấy, đội bóng áo sọc xanh đen của thành Milan đã chuẩn bị rất kỹ càng và tâm lý sẵn sàng để đối đầu với gã khổng lồ như Man City vào lúc này. Xét về tình hình lực lượng chuẩn bị cho trận đấu này, cả hai đội đều có được những cầu thủ tốt nhất của mình để chiến đấu với đối thủ. Những trường hợp chấn thương nhẹ như Kyle Walker bên phía Man City hay Joaquin Correa bên phía Inter đều được dự đoán sẽ hồi phục kịp thời để tham gia trận đấu chung kết. Đây cũng là một cuộc đối đầu khá thú vị của hai tiền đạo có nhiều điểm tương đồng là Erling Haaland cùng với Romelu Lukaku. Cả hai đều có thể hình đồ sộ nhưng tốc độ cực kỳ ấn tượng, đều thuận chân trái và có những pha dứt điểm uy lực. Mặc dù Lukaku hơi tấu hài một chút, nhưng biết đâu trong một ngày đẹp trời cái duyên ghi bàn đã đến với tiền đạo người Bỉ thì MC sẽ phải ôm hận. Xét về sức mạnh trên lý thuyết thì quả thật chúng ta gần như không thấy cơ hội nào dành cho Inter Milan hết. Đến cả những chị cái cũng đánh giá kèo chấp của Man City là cực sâu, có lúc lên đến 1,5. Đây cũng chính là mốc kèo chấp kỷ lục của các trận chung kết đấu trường Champions League kể từ khi giải đấu bắt đầu đầu tiên cho đến nay. Điều này cho thấy giới chuyên môn nhận định trận đấu này sẽ ra một chiều và Man City sẽ vùi dập Inter Milan với một tỷ số rất cách biệt. Nhưng bóng đá không phải cứ dựa vào thông số và lý thuyết trên giấy để quyết định chiến thắng chung cuộc. Đây cũng không phải lần đầu tiên Man City sở hữu những số liệu và tỷ lệ chiến thắng vượt trội đối thủ, nhưng rồi họ lại thất bại. Hay với Inter, họ cũng đã từng chiến thắng một gã khổng lồ như Barcelona chính tại đấu trường Champions League với thông số và tỷ lệ thấp đến thảm hại. Vì vậy, Luận BK dự đoán Man City vẫn sẽ là đội bóng có thời gian kiểm soát bóng vượt trội, gần như không cho Inter chơi bóng. Số cơ hội cũng hơn hẳn so với đối thủ, nhưng tỷ số của 90 phút sẽ là 1-1, để rồi kéo nhau vào hiệp phụ sau đó đến loạt luân lưu. Và trên chấm phạt đền may rủi, Lukaku với sự long ngóng của mình đã sút bay cúp, mang về chức vô địch Champions League đầu tiên cho MC. Vừa rồi chính là những phân tích, nhận định cùng dự đoán của cá nhân LBK về diễn biến của trận chung kết Champions League giữa Man City và Inter Milan. Nếu các bạn có những ý kiến và phán đoán khác với mình thì hãy để lại comment bên dưới video nha. Cũng đừng quên bấm like, share cùng subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!